Harmony Cup, Cup Leo. Hello mọi người. Ngày hôm nay của Pep sẽ làm clip chuẩn bị ăn trái cây với ốc, lá đu đủ, hoa đu đủ. Còn đây là gì ta? Quên rồi, mình không biết tên mọi người. Thôi thì ngày hôm nay vào buổi sáng hôm nay mình sẽ chuẩn bị ăn mọi người nhá. Đấy thì đồ ăn ở trong lá chuối đây, thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị ăn mọi người. Còn chỗ đây là nước mắm gì đó mọi người. Thôi thì bây giờ mời mọi người ăn cái quả chanh trước mọi người nhá. Đây. Để mời mọi người ăn qua chanh nha. Qua chanh ăn cùng với nước mắm thì cùng rất là phê mọi người. Còn đây là ta nha mọi người, tao thương gì đó mọi người nhé. Quá ngon mọi người, tại vì mình ăn cùng với nước mắm thì ăn cũng rất là ngon luôn. Đây thì hoa đu đủ thì cũng rất là đắng luôn, mình ăn cùng với nước mắm thì quá là phê luôn. Rồi thì bây giờ mình sẽ ăn mà xoay mọi người. Xoay đi, xoay good. Đấy.
Tại đây nữa. Rất ngon mọi người. Quả đây ăn cũng rất là ngon luôn. Đúng rồi. Để ăn xanh. Đã. Đi. Nào. Đây. Còn đây là lá đu đủ cho mọi người. Bây giờ mình sẽ lấy ốc này bỏ chung cho mọi người. Bỏ chung như này nhé. Em xoay này. Ăn ngon nha mọi người, quá phê luôn. Mình ăn cái này uống nước mắm thì quá là phê luôn. Ốc đây thì quá to mọi người, tại vì ốc đây thì mình bắt hôm qua mọi người sẽ bắt ở chỗ rừng lúa, tại vì ốc này cũng rất là to luôn. Đây là ốc bưu cho mọi người nhé, ốc bưu quá là to luôn. Con thằng quay video mà đang nghịch nhá. Một mình ăn trái cây ốc
quả chanh lá đủ nó đã đủ cao rừng á, mình ăn một mình thì không bao giờ hết được mọi người. Ngày hôm nay mình chia sẻ về đồ ăn mình ăn vào buổi sáng hôm nay mọi người nhé. Đấy thì thôi thì mình ăn cũng hết được. Bây giờ mình sẽ kết thúc video ngày hôm nay. Nếu mà mọi người cũng thấy video hữu ích, mọi người hãy chia sẻ cho FF đăng ký kênh, bấm chuông để theo dõi video sớm nhất mọi người nhé. Bye bye.